Hello các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với cả nhà cú. Giọng của tôi hôm nay đã khỏe hơn rồi anh em ạ. Nghe nó khác không? Khác chứ, trời ơi, nghe giọng khỏe hơn nó sướng chứ. Vào sáng ngày hôm nay, cụ thể là tầm 11 giờ sáng ngày hôm nay ấy, là ngày 11 tháng 2, thì MiYoYo đã có hai thông báo. Thông báo đầu tiên của chúng ta đó chính là cái thông báo mà bắt đầu từ mấy sắp tới thì chúng ta sẽ chuẩn bị được phép tải trước cái tài nguyên của phiên bản 2.5. Tiếp theo nữa là cái thông báo liên quan đến cái sự kiện trên website thôi. Đó là sự kiện của Yamiko. Và trong cái sự kiện này khi mà chúng ta tham gia, chúng ta sẽ chắc chắn là nhận được là 40 nguyên thạch thì phải. Ừ đúng rồi, chúng ta sẽ nhận được tổng cộng là 40 nguyên thạch nha các bạn. Uầy, free 40 nguyên thạch mà nó lại đơn giản chứ ai chả làm được đúng không? Thì sau khi vào đến cái phần này các bạn ấn nhận để bắt đầu này. Đấy, là anh em phải đăng nhập rồi nhá. Thì các bạn sẽ cùng Yamiko dạo bước trên con đường rất là quen thuộc của Inazuma. Sau đó các bạn sẽ mua những món đồ, mua những cái loại đồ uống rất là mờ lem, rồi là phát những cuốn truyện, rồi là làm việc vân vân. Thì tổng cộng sau khi các bạn làm đủ 4 cái bước đấy rồi thì các bạn sẽ nhận được là 40 nguyên thạch cùng với cả những cái tài nguyên khác nhau. Sau khi mà các bạn đã nhận được đủ 40 nguyên thạch rồi thì chúng ta lại bắt đầu đi lại từ đầu các bạn. Thì cái nhiệm vụ này nó khá là đơn giản và tôi sẽ không cần hướng dẫn các bạn đâu. Hãy tự trải nghiệm và hãy tự chơi để nhận nguyên thạch về cho mình nhá. Chúc tất cả các bạn thành công và chúc tất cả các bạn may mắn. Giờ thì để chào mừng tôi đã khỏe lại rồi và hẹn các bạn tối ngày hôm nay, thì các bạn vui lòng để lại cho mình xin một like và đăng ký kênh nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.